Hi, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình. Đây giờ đã sang ngày mùng 3 tháng 8 rồi các bạn ạ. Thì mình vừa mới vào một cái phiên khai thác mới. Đây, vừa mới bắt đầu thôi. Và check lại phần nốt bonus lại tiếp tục về không các bạn ạ. Đó, lại tiếp tục về không. Sau khoảng 3 ngày, 3-4 ngày có nốt bonus quay trở lại. Thì ngày hôm nay nốt bonus của mình lại tiếp tục trở về không. Đáng lưu ý là đợt này thì nốt bonus rất là thất thường. Trước cái đợt về không này thì cách đây khoảng một tuần nốt bonus của mình cũng bị về mo khoảng đến 6 ngày, 5-6 ngày, sau đó có lại khoảng 3 đến 4 ngày. Giờ hôm nay thì lại tiếp tục lại bị sụt giảm. Thì có lẽ rằng Picotin vẫn đang tiếp tục có những cái bước điều chỉnh để việc chạy tính toán phần thưởng bonus chạy nốt được hoàn thiện hơn, và họ liên tục chỉnh sửa trong những thời gian gần đây. Và các bạn thấy tháng mới thì cái tốc độ đào cơ sở lại tiếp tục giảm từ 0,0187 xuống còn 0,0166. Đó, lại tiếp tục giảm. Thì như clip ngày hôm trước thì mình có phân tích các bạn là có những cách nào để làm tăng được cái phần thưởng, tăng cái tốc độ đào ở phần này này bằng cách là các bạn có thể tuyển thêm nhiều rep, các bạn có thể sử dụng trình duyệt pi, các bạn có thể chạy nốt để lấy cái phần thưởng chạy nốt. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì việc chạy nốt thì có vẻ là bắt đầu khó khăn hơn, và cũng khá nhiều các cái nốt mới được tạo ra hàng ngày. Nhưng mà tuy nhiên thì có lẽ sẽ phải chờ và xem cái nốt có ổn định hay không. Càng đến ngày gần đến ngày mainnet thì việc cạnh tranh những các cái nốt để lên mạng chính nó càng trở nên khốc liệt các bạn ạ. Nó sẽ không còn dễ như với thời gian trước nữa thôi. Thêm một cái thông tin nữa là ngày hôm nay Picoty mới ra một cái twist mới nhất cách đây khoảng ngày 3 tháng 8, khoảng hơn một tiếng, khoảng một tiếng thôi, thì với nội dung như sau: P-Mainnet Migration has begun. Đấy, mình chuyển xuống cái phần dịch phía dưới này, đọc cho nó dễ hiểu này. Quá trình di chuyển P-Mainnet đã bắt đầu, những người tiên phong đã vượt qua PKIC có thể hoàn thành tất cả các mục trong danh sách kiểm tra Mainnet ngay bây giờ. Cái này thì có lẽ là dành cho những bạn nào mà đã được KIC rồi nhá, chứ chưa phải là một cái bước đột phá trong cái quá trình xét duyệt KIC đâu. Ý là các bạn là xong KIC rồi các bạn có thể hoàn thành được cái mục 7 Merit to Mainnet. Có thể nhiều bạn trong quá trình sau khi KIC vẫn chưa thực hiện được cái bước số 7 đấy để đi lên Mainnet, thì nay cái quá trình P Mainnet đã hoàn thiện, và Pico Team có thông báo rằng anh em chúng ta có thể hoàn thiện được tất cả những cái mục checklist trong Mainnet. Đó, checklist trong mainnet thì nó là cái gì đây, mình sẽ chỉ cho các bạn. Đó, các bạn vào mainnet đấy, một đây danh mục mainnet đấy, một list 1 2 3 4 5 6 7 đấy, đến đến cái bước đấy xem là mình mời được không. Chưa được, cái này vẫn chưa được đấy, thì các bạn có thể hoàn thiện đến mục số 7 này để có thể đẩy cái pi tím của các bạn đang tích lũy được về các cái vị chính của các bạn nhé. Đó. Nhưng tuy nhiên các bạn vẫn phải hoàn thiện được cái bước KIC này, bước 5, bước 6 này, thì đấy lại đang là cái mấu chốt của vấn đề và đang bị tắc nghẽn ở đó. Đây, nhìn dưới phía dưới của cái phần comment, tôi là một người khai thác từ năm 2019. Những cái bạn nào mà khai thác từ năm 2019 mà vẫn chưa được KIC giống bạn này thì có thể điểm danh. Tôi cũng vậy này. Đấy, still waiting for the KIC này, bạn này cũng đang, nói chung là cái vấn đề mà đợi KIC vẫn là cái vấn đề mà Picoty vẫn chưa giải quyết được. Và gần như là các cái comment ở trên trang Twitch của P Network này đều đề cập đến cái việc KIC đó. Đây, khi nào mà cái KIC diện rộng cho tất cả mọi người bắt đầu, nó chúng tôi đã đợi nó quá lâu rồi đấy. I'm waiting
for KIC vậy đấy, tôi đang chờ cái lời mời KIC đấy. Nói chung là cái phần đấy là cái phần hot hit thì Pico Team chưa giải quyết được, còn những cái phần râu ria xung quanh thì đã được xử lý xong. Như vậy là Pico Team có lẽ cũng đã lựa chọn cái việc làm nào dễ thì sẽ làm trước, còn việc nào khó thì sẽ phải để lại xử lý sau. Ra thì cái phần KIC một lúc cho 35 triệu người cũng là một bài toán cũng tương đối là hóc búa đối với Pico Team. Do vậy là thôi thì lại phải tiếp tục chờ đợi. Đối với bản thân như gia đình mình thì có 6 người thì 2 người được KIC, còn 4 người thì vẫn đang phải chờ, trong khi thì đào thì cùng một thời điểm như nhau. Đó thì các bạn cũng có thể thấy là cái việc chọn lựa chọn KIC nó cũng hên xui thôi. Nhưng mà hy vọng trong thời gian tới cái việc đó sẽ được Pico Team giải quyết thấu đáo và đúng thì với cái tinh thần chủ trương không bỏ lại ai phía sau của Pico Team giống như chính phủ Việt Nam ấy, thì tất cả mọi người sẽ đến lượt KIC, miễn là các bạn làm đúng và không vi phạm những cái điều khoản của dự án P-Network này. Ok, kênh chúng mình sẽ vẫn tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất về dự án P-Network nói chung cũng như việc KIC, việc mainnet, việc chạy P-Node nói riêng để gửi tới quý vị và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.